chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lu ha. Và hôm nay chủ đề hôm nay đó là mình sẽ làm một cái lotion để mà dưỡng da. Và cái nguyên liệu này rất là tự nhiên. Và cái nguyên liệu này mình có thể sử dụng để làm đẹp là từ đầu tới chân luôn. Tức là mình có thể làm tóc rồi mình dưỡng ẩm cho cơ thể từ đầu tới chân luôn ha. Đó, và bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn xem đó là cái những cái nguyên liệu gì ha. Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem đây. Đây, các bạn biết đây là gì không ạ? Đây là cái bịch nước cốt dừa nè, nước cốt dừa. Nhưng mà cái này là do mình mua hôm qua rồi, xong rồi mình bỏ trong cái tủ lạnh ngăn mát á, để mà nó không có bị hư á, thì nó sẽ đặt lại như thế này. Nhưng mà không sao, và bây giờ mình sẽ bắt đầu rã cho nó đông ha, rã đông nó ha. Rồi, thứ hai nữa, đây là cái nguyên liệu mà không thể thiếu để mình làm cái lotion này ha. Đó là cái chanh ha. Lemon, lime and coconut milk. Đó. Đó, đây là cái nguyên chất mà mình mua ở ngoài chợ các bạn. Thì các bạn có thể đi ra ngoài chợ ngay chỗ mà người ta xay dừa, bán cái dừa khô các bạn. Đó, người ta sẽ xay nạo dừa ra, rồi người ta sẽ ép lấy cái nước cốt này, nước cốt của cơm dừa nha. Đó. Và bây giờ mình sẽ trộn nha các bạn. Mời các bạn xem nha. Rồi, mình sẽ có một cái tô nhỏ để mình đựng nước cốt dừa ha. Đó. Rồi mình sẽ đổ ra. Thì cái này mình mua có 10.000 à các bạn, 10.000 đó. Rồi mình sẽ đổ ra ha. Đổ ra hết luôn. Đó. Thì đó, các bạn có thấy cái này người ta hay mua để người ta làm nước cốt dừa, để người ta nấu chè á các bạn. Đó, đây là cái nước cốt của nó là cái này ha. Đây. Đây các bạn, đó. Đó ha. Đây ha. Ok, và bây giờ mình sẽ đổ cái chanh ra nữa nha. Chanh. Ok, đợi xíu nha. Đó, và mình sẽ bỏ chanh vô, nặng chanh vô đây. Đó. Đó, nặng chanh. Thì tại sao mình phải trộn chanh với các bạn? Tại vì chanh đó là một cái chất như là tẩy á, mà nó diệt khuẩn nữa đó. Và thứ hai nữa, nước cốt dừa đó là một cái, tại vì các bạn có biết là cái dầu dừa rất là tốt không các bạn? Đó, các bạn nào mà biết chức năng của dầu dừa đó là nó rất là, ý là nó sẽ dưỡng ẩm nè, nó làm cho tóc mọc nhanh nè, nó đó dưỡng ẩm da đó. Thì dầu dừa người ta sẽ làm từ cái nước cốt dừa này nè các bạn, cho nên là khi mà mình làm cái lotion này á, cái dưỡng da này á, thì mình sẽ xài cái này cho nó nguyên chất luôn nha các bạn. Đó, rồi bắt đầu mình sẽ rã đâu, mình sẽ trộn lên ha. Đó, mình sẽ trộn lên. Đó, ok. Đó, mình sẽ trộn lên, đều lên thì nó sẽ ra một cái hỗn hợp sệt sệt ha. Đó, đó, một ra cái hỗn hợp rất là sệt sệt nè. Đó, rất là mát. Wow, rất là mát cái tay luôn các bạn. Wow. Rồi đây các bạn. Và bây giờ mình đã trộn xong cái hỗn hợp lotion coconut milk and lime or lemon. Đó. You can mix together. And so this one lotion for skin, take care skin and hair. Yeah, you can use for on body. Ok, và bây giờ mình đã trộn xong cái hỗn hợp này rồi thì bước tiếp theo là mình sẽ trát lên người. Nhưng mà mình sẽ chia thành hai video cho nên các bạn sẽ xem cái video tiếp theo nha. Ok, và bây giờ mình chào tạm biệt các bạn nha, và nhớ đón xem video tiếp theo nha.